Xin chào quý vị khán giả của chương trình Diễn đàn CEO. Thưa quý vị, ngày hôm nay không phải Quốc Dũng đang đi ngắm hoa hay mua hoa đâu ạ. Vậy thì lý do vì sao Quốc Dũng lại xuất hiện tại một thung lũng hoa rất đẹp và tuyệt vời như vậy? Câu trả lời sẽ có trong cuộc trò chuyện cùng với một nhân vật rất thú vị trong chương trình Diễn đàn CEO tuần này. Và thông qua anh, chúng ta còn học hỏi được rất nhiều điều. Từ những việc biến những điều tưởng chừng không thể trở thành có thể, hay từ sự khác biệt tạo nên thành công. Cảm nhận của cô đầu tiên thì đến đây cảm thấy là rất là thư thái và hoa màu sắc rất là đẹp, nó cũng làm cho các cô cảm thấy trẻ lại. Sau bao nhiêu ngày vất vả mà được đến đây ấy, thì thấy một không gian ở đây rất là thanh tịnh và là làm cho tâm hồn của mình nó bay bổng, nó hết xua tan cái mệt mỏi khi đến đây. Sau lần du ngoạn này là mình sẽ giới thiệu bạn bè đến đây để chụp ảnh cũng như là lưu lại những cái kỷ niệm đẹp. Và giới thiệu họ là ở đây có rất là nhiều loài hoa đẹp và rất là quý hiếm. Mình nghĩ là chắc là chủ nhân của cái vùng này phải là người rất là yêu thích về nghệ thuật. Nên là cái ý tưởng ra như thế này là quá là đẹp. Sinh năm 1981, tốt nghiệp đại học ngành điện tử, điện lạnh với mơ ước trở thành một kỹ sư cơ điện. Suy nghĩ thời trẻ là muốn thoát khỏi cảnh làm nông dân thuần túy của cha mẹ mình, vốn là những người thuộc làng nghề trồng hoa truyền thống Nhật Tân. Nhưng cái duyên lại đưa anh đến với lĩnh vực thời trang, da giày. 10 năm gắn bó và phát triển thương hiệu riêng, nhiều thăng trầm nhưng cũng có được những thành công. Với 4 cửa hàng, 1 xưởng sản xuất riêng và mỗi tháng doanh thu lên tới hàng tỷ đồng. Nhưng rồi, cái suy nghĩ khác người đã không thể níu chân anh lâu hơn với ngành da giày. Khi mà ý tưởng kinh doanh và tâm huyết muốn thay đổi diện mạo du lịch Hà Nội đã dẫn anh đến một lĩnh vực hoàn toàn mới. Sáng tạo nhưng cũng có phần liều lĩnh và táo bạo, anh biến đầm sen, mỗi năm chỉ kinh doanh được 2 tháng, thành một thung lũng hoa nhiều màu sắc để có thể kinh doanh được quanh năm. Và anh lại quay trở lại con đường là một người nông dân kinh doanh du lịch. Anh là Bùi Mạnh Hiếu, chủ của thung lũng hoa Hồ Tây. Thưa quý vị, ngồi bên cạnh tôi lúc này chính là anh Bùi Mạnh Hiếu, chủ của thung lũng hoa Hồ Tây. Lời đầu tiên ra xin được cảm ơn anh đã dành thời gian tham dự chương trình Diễn đàn CEO của chúng tôi ngày hôm nay ạ. Chào biên tập viên Quốc Dũng, chào quý vị khán giả. Thưa anh Hiếu, có lẽ chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay bằng một câu nói mà tôi rất ấn tượng của anh. Đó là anh cho rằng làm những điều mà người khác tán thành thì chưa chắc đã thành công bằng làm những gì khác người. Lý do vì sao anh lại đưa ra cái nhận định này ạ? Ngay từ khi mới khởi nghiệp thì tôi có thấy rằng là những thứ mà tất cả mọi người đều nhìn thấy thì cái đó mà làm để mà thành công được thì nó khó lắm, vất vả lắm. Những thứ mà người khác người ta không nghĩ tới, không nhìn thấy thì mình làm nó mới dễ làm và mới đưa mình đến thành công được. Có phải cái khác người đó của anh là cái cội nguồn để anh khởi nghiệp hay không ạ? Cũng không biết nói với Quốc Dũng, nói với quý vị khán giả như thế nào, nhưng trong 2 lần khởi nghiệp thì chính cái sự đặc biệt không giống ai đó đã đưa tôi đến thành công của cả 2 công việc mà tôi đã trải qua và đang làm. Nếu mà để cho anh tự nhận xét về bản thân mình, đánh giá về bản thân mình thì anh có nghĩ mình là một người khá là liều lĩnh hay không? Bởi vì chắc chắn là câu chuyện ngày hôm nay mà chúng ta sẽ chia sẻ sẽ là một câu chuyện còn rất là nhiều điều bất ngờ, đúng không ạ? Thực ra thì tôi không nghĩ rằng mình là một người liều lĩnh. Tôi nghĩ rằng mình có những cái nhìn trong công việc nó
khá đặc biệt một chút thôi. Và cái đặc biệt đó đã được tính toán, đã được nghiên cứu cẩn thận trước khi làm. Chẳng qua là những người xung quanh thì nghĩ là tôi liều thôi. Tôi được biết là anh học một cái lĩnh vực hoàn toàn khác biệt so với cái việc mà anh khởi nghiệp lĩnh vực ban đầu, và cũng khác so với cái truyền thống của gia đình mình. Anh có thể chia sẻ rõ hơn về cái quá trình mình bắt đầu khởi nghiệp hay không ạ? Tôi chỉ nghĩ rằng mình đi học một ngành điện tử, điện lạnh để sau này ra trường có thể làm một kỹ sư, có thể là một người vận hành những cái dàn máy lạnh, để không phải làm một người nông dân nữa. Vì từ bé làm nông dân phụ giúp bố mẹ trồng hoa thì thấy lúc nắng, lúc mưa, lúc cây hoa bán đắt, lúc cây hoa bán rẻ, thực sự là người nông dân vất vả lắm. Thế thì khi học xong thì cơ duyên đến với đời thì nó lại hoàn toàn khác. Thế thì nó lại đến với cái ngành da giày. Vậy thì cái số vốn anh đầu tư cho lĩnh vực này là bao nhiêu? Và làm như thế nào để anh có được cái số vốn đó ạ? Mới đầu tiên thì được sự giúp sức của gia đình, thì bố mẹ cũng có cho vay 200 triệu để khởi nghiệp vào sản xuất giày và mở cửa hàng. Thế thì lúc đầu với một ý nghĩ còn non nớt của tuổi trẻ thì cứ nghĩ rằng là mình sản xuất ra những đôi giày và mình bán với cái giá thành nó chỉ cần ăn nãy thấp thôi, thì bán với số lượng lớn thì bán được nhiều, mình sẽ có được cái khoản lãi tốt hơn. Thế thì nghĩ đơn giản nó chỉ là vậy thôi. Thế thì làm khoảng mấy tháng thì có xin bố mẹ là bổ sung vốn để mà phát triển mạnh hơn. Thế thì khi bố mẹ có cấp thêm khoảng 600 triệu nữa là khoảng 800 triệu. Thì cũng chia sẻ thật với Quốc Dũng với cả quý vị khán giả là với cái nhiệt huyết của tuổi trẻ nhưng với cái trình độ nó còn non kém, thì sau một mùa đông của năm 2003 thì gần như con số đã về con số 0. Gần như là đã còn con số 0, còn nghĩa là vớt vát lại được khoảng 150 triệu, 160 triệu. Lý do vì sao mà mình lại gặp phải cái tình trạng đó ạ? Thì vì cái trình độ về thẩm mỹ lúc đó nó còn non quá. Cái thứ hai là cái hiểu biết về thị trường cũng non. Thế đâm ra là sản xuất với số lượng nó nhiều quá, mẫu thì cũng chưa phải đẹp, số lượng thì lại lớn, và cái nữa thì mình chưa có khách hàng, chưa có thị trường. Thế đâm ra là sau một năm kinh doanh sản xuất thì con số vốn về gần như là mất hết. Lúc đầu anh khởi nghiệp rất là nhiệt huyết, rất là máu chiến rồi đấy ạ, và đầu tư cũng khá là nhiều rồi. Tuy nhiên mà rơi vào cái tình trạng đó thì phản ứng của mọi người trong gia đình của anh như thế nào và cảm xúc của anh ra sao ạ? Thực ra là cái lúc đó thì cũng giấu mọi người thôi, cũng không dám nói là giờ này con cũng đã mất hết rồi mà đi vào cái thế rất là khó khăn rồi. Thì nhưng mà thì thật lòng là cũng sau nhiều đêm không ngủ được, thế và bắt đầu tính toán lại. Thế thì lúc đó bắt đầu sau một cú vấp ngã nó sốc quá, thế bắt đầu mới sản xuất số lượng nó nhỏ đi và tăng cường nhiều mẫu lên. Trước là chỉ cần chọn ra độ khoảng 10-20 mẫu thế xong là sản xuất, thế là ok rồi. Nhưng mà đến cái thời điểm sau thì vì thứ nhất là không còn nhiều tiền để mà làm cái việc đó nữa, thứ hai là bắt đầu kinh nghiệm là tốt hơn rồi thì bắt đầu sản xuất nhiều mẫu và số lượng thì giảm xuống, thì khách hàng sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn, thì bắt đầu công việc tốt hơn. Sau một khoảng thời gian bao lâu thì anh vực lại được doanh nghiệp của mình? Sau mất khoảng một năm thì lúc đó bên Bảo Long chỉ mới bán những cái sản phẩm có những cái giá trị nó thấp thôi, sản xuất những cái giá trị những sản phẩm gọi là mang tính chất đại trà thì nó chỉ rơi vào khoảng 300.000, 400.000 một trong một đôi dép con gái lúc đó. Thế thì đến lúc càng làm thì càng thấy ra một điều rằng là những cái sản phẩm mà đắt tiền thì lại dễ được mọi người yêu thích hơn, dễ bán hơn và có sự độc đáo hơn, thì bắt đầu chuyển qua sản xuất hàng cao cấp dần dần. Và thì khi bước chân sang hàng cao cấp thì lúc đó bắt đầu đi đến thành công. Và cái bài học kinh nghiệm của mình rút ra được từ cái vấp ngã ban đầu đó là gì ạ? Cái bài học ban đầu và đến bây giờ tôi vẫn nói với những người xung quanh là khi mình muốn bước chân vào một ngành nghề gì
thì mình phải tìm hiểu cho nó thật kỹ đã. Như bạn muốn mở một cửa hàng thời trang, bạn muốn sản xuất thời trang thì bạn đừng có mang cái kiến thức mà ngay từ nhà trường mình ra để mà mình đi làm ngay, phải có thời gian thực tế trải nghiệm. Mình có thể đi làm thuê cho những cửa hàng bán thời trang, đi làm thuê cho những xưởng sản xuất, từ khi đó mình sẽ học được những cái mà người khác người ta đi trước, người ta truyền lại cho. Thế thì nếu như lúc đấy mà mình mà cũng đi làm thuê cho những xưởng khác và cũng đi làm thuê cho những cửa hàng khác thì có lẽ là không phải bị một cái ngã đau như vậy. Cơ duyên nào lại gắn kết anh với cái lĩnh vực mà hiện tại anh đang làm ạ? Lúc đó thì nói thật với cô Dũng là cái công việc kinh doanh sản xuất giày Bảo Long lúc đó là đang trên đà phát triển rất mạnh và cũng đang có những cái lịch trình để mà phát triển vươn ra khắp cả nước. Thế thì là người Nhật Tân thì tự nhiên thấy cái công việc mà trồng hoa sen cho khách vào du lịch tham quan đầm sen thì thấy nó cũng đang là một cái mà rất vui, thì cũng chỉ nghĩ rằng là làm thêm cái này để mà nó có thêm công việc, gọi cũng chỉ mang tính chất là làm thêm thôi, nó là một nghề phụ thôi chứ không phải là cái gì đó đặt mục tiêu cho thứ này. Thế nhưng mà càng làm thì thấy càng yêu hơn, càng thích hơn và dần dần thì bị cuốn vào cái này lúc nào không biết, và đến bây giờ thì đam mê và dành hết tâm huyết cho công việc này. Nếu không tận mắt chứng kiến thì ít ai có thể hình dung ra được thung lũng hoa với đủ loại hoa rực rỡ được trồng, được tạo hình công phu như thế này sẽ chỉ tồn tại 10 tháng trong một năm. Rồi cứ đến mùa hè, khi mùa sen đến, nó lại bị phá bỏ để nước được bơm vào, để sen được đâm lá, trổ bông, rực rỡ chỉ vẻn vẹn 2 tháng. Cứ như vậy, suốt 6 năm qua, 2 tháng bơm nước để làm một đầm sen xanh ngát, rồi lại 10 tháng rút nước, tạo hình và lại trở thành một thung lũng hoa. Chỉ mô tả như vậy cũng đủ thấy sự công phu của những người làm. Và thế cũng mới thấy được tâm huyết của anh Hiếu và các cộng sự dành cho nơi này. Nó sẽ không chỉ là nơi lưu giữ vẻ đẹp vốn có và truyền thống của vùng đất trồng hoa Hồ Tây, mà nó còn thể hiện quyết tâm và nhiệt huyết của tuổi trẻ, của một người dám nghĩ, dám làm, muốn cống hiến, muốn góp sức mình cho sự phát triển du lịch của thủ đô. Anh Hiếu vẫn cứ vậy, giản dị và ít nói. Như anh chia sẻ với chúng tôi, rằng cách làm của anh chẳng phóng đại, chẳng thổi phồng. Anh chỉ thích khẳng định mình bằng những gì chân thật nhất. Chẳng cần quảng cáo, mà du khách đến sẽ phải tự trầm trồ và thích thú. Đó mới chính là phần thưởng quý giá nhất mà anh mong muốn nhận được. Có thể những du khách khi đến với thung lũng hoa Hồ Tây và sau này là cả Sapa và Mộc Châu nữa, họ sẽ chẳng biết chủ nhân của ý tưởng này là ai. Nhưng chắc hẳn mỗi du khách sẽ có cùng cảm nhận. Đó ắt hẳn phải là một người có tâm hồn thật đẹp. Là lúc đó anh đầu tư như thế nào vào khu vực này? Lúc đầu tiên thì cũng chỉ là vì cái cây sen thì nó phát triển rất đơn giản thôi. Thế thì lúc đó chỉ có cho mọi người dọn dẹp đầm sen, hút nước rồi làm một ít số các cái cầu tre để cho khách đến để đi ra chụp ảnh và làm một số các cái lán lá cọ để cho mọi người có thể đến đây vừa chụp ảnh vừa thưởng thức trà sen, ngắm đầm sen. Thì cái số vốn mà đầu tư cho nó cũng ít thôi, chỉ khoảng 200-300 triệu thôi. Tức là lúc đó ở đây còn hãy làm một cái đầm sen và anh đầu tư phát triển để chụp ảnh đúng không ạ? Vậy thì manh nha những cái ý tưởng nào để anh phát triển nó thành một cái thung lũng hoa như thế này? Cũng là năm đầu tiên thì trồng hoa sen. Thế thì trong có đúng một tuần thôi, mình đi vắng có đúng một tuần đấy, thì tuần này hoa sen vẫn đang xanh, vẫn đang đẹp, vẫn đang đông khách lắm. Nhưng mà đi vắng có đúng một tuần thì quay về thì hoa sen đã đen hết rồi, đã gần như là xấu. Cây sen nó bị già. Cây sen già thì theo mọi người kinh nghiệm thì mọi người có nói rằng là sen bị gặp gió mùa lạnh thì là sen sẽ nụi đi thì là gần như là không có khách.
đang một ngày có rất đông mọi người đến đây để chụp ảnh hoa sen, để ngắm sen, thưởng thức trà sen, thì đúng một cái là không có khách, thì đứng với một cái là một người kinh doanh thì mình thấy rằng điều này không ổn. Vì cả một cái đầm sen như thế này mà chỉ có thu hoạch được vào trong khoảng 2 tháng thôi, còn đến 10 tháng là không làm được cái gì, thì điều này không được, không ổn. Thế thì mình từ cái đấy thì mình mới thấy rằng là cần phải làm một cái gì đó vào những cái mùa mà cây sen nụ, cây sen ngủ đi. Thế thì lúc đầu là cũng xây dựng một cái ý tưởng là sẽ làm những cái nhà nổi, nổi trên mặt hồ, và từ đó mình sẽ tạo những cái mô hình, những công trình nổi tiếng của thế giới, sau đó trồng hoa lên những công trình đó. Thế nhưng sau một thời suy ngẫm, tính đi tính lại thì thấy rằng là nếu mà để làm được một cái việc đó thì câu chuyện là vô cùng nhiều tiền mới thực hiện được. Vì nếu mà mình mà không làm đến nơi đến chốn, không thực sự hoành tráng thì không thu hút được khán giả đến mọi người đến, thế thì mình sẽ không thành công. Nhưng nếu mà làm hoành tráng như thế mà chỉ có độ 6-7 tháng, sau đó lại bỏ đi để mà lại trồng hoa sen vào mùa hè thì việc đó không được. Và sau đó thì có nghĩ đến cái việc là mình sẽ hút nước đi, hút nước toàn bộ cái đầm sen đó đi để trồng hoa trực tiếp xuống lòng hồ, tạo hình trực tiếp xuống mặt hồ, thì cái việc đó nó sẽ đơn giản hơn nhiều cho cái việc trồng cây và tạo cảnh quan. Thế thì mình có tính toán và có tham khảo ý kiến của mọi người xung quanh, và cuối cùng đã quyết định hút nước để trồng hoa. Với cái quyết định này của anh thì mọi người có ủng hộ hay không, và mọi người đánh giá cái tính khả thi của quyết định đó như thế nào ạ? Khi mà có đề xuất với cả gia đình, với cả mọi anh em bạn bè xung quanh thì mọi người đều phản đối. Tất cả mọi người nói đều là không được, vì đây là một cái hồ chứ không phải là một cái vườn, không phải là một mảnh đất, thế thì làm sao mà trồng hoa được xuống dưới lòng hồ. Thế thì mình cũng có nói với mọi người rằng là nếu mà mọi người phản biện thì mọi người phải đưa cho tôi cái lý do phản biện, chứ không thể dùng cảm tính để mà phản biện được. Thế thì mọi người có nói rằng là điều đầu tiên là mưa. Khi mà mình hút nước đi mà nếu mà gặp mưa xuống thì ngập hết, thì hoa chết. Có người thì nói rằng là đây nó là cái hồ thì dưới nó là bùn, bùn nó nhão thì không thể nào mà trồng hoa được xuống. Và có rất nhiều lý do để mọi người phản biện. Thế thì mình có nói rằng là thực ra như thế này này, khi tôi đưa ra ý kiến này là tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Hôm nay tôi đưa ra là tôi chỉ muốn nghe những cái phản biện, nghe những cái mà mọi người phản đối lại, để tôi xem rằng trong cái tính toán của mình có cái gì bất ngờ không. Và tất cả mọi cái mà mọi người đưa ra phản biện lại tôi thì tôi đã tính toán kỹ và tôi vượt qua được điều đó. Tôi nghĩ rằng tôi có cách để thắng lại tất cả những điều đó. Vậy thì trước cái sự phản đối của mọi người như vậy, làm như thế nào để gây dựng nó? Tôi có dùng tất cả những cái dẫn chứng, những cái chứng minh cho cái việc rằng là tôi sẽ vượt qua được điều đó. Thế tôi nói rằng là nếu với cái lượng mưa lớn nhất tại Hà Nội thì vào mùa thu thì cùng lắm lên đến 500ml cho một trận mưa, và cái thung lũng hoa này có diện tích 70.000m², cộng với dân xung quanh này chảy nước khi mưa xuống thì nó cũng khoảng 70.000m². Thế thì cái việc đó là tôi có thể dùng máy bơm công suất lớn để vượt qua điều đó. Thế thì mưa không phải là vấn đề ở đây nữa rồi. Thế thì còn vấn đề nó là bùn ở dưới lòng hồ. Thế thì tôi có nói với mọi người rằng là nó là bùn thì mình sẽ làm sao mà cho nước thấp hơn mặt bùn, bùn sẽ trở thành đất, và khi đó đất bị treo lên cao hơn mặt nước thì đất sẽ gặp nắng sẽ khô, sẽ cứng, và điều đó là không có vấn đề gì nữa. Thế thì mọi người không còn ý kiến gì để phản biện được nữa thì tôi quyết định làm. Và cũng chia sẻ với Quốc Dũng rằng trong công việc thì mình là một người tương đối quyết đoán, độc lập. Đến cái thời điểm khoảng tháng 11 của năm 2012 thì áp lực vô cùng. Tại sao áp lực? Áp lực vô cùng vì ngay cả những người công nhân xung quanh thôi nói với mình rằng anh ơi, anh xem tình hình như nào chứ em thấy như này không ổn, Tết đến nơi rồi anh ạ, mà vẫn chưa đâu vào đâu. Thế thì mình có trấn an mấy cả nhân viên rằng là yên tâm đi, cứ bình tĩnh đi, còn có anh ở đây không có gì phải lo. Thế nhưng trong lòng thì thật sự là cũng lo lắng, vì
khi với một cái diện tích nó lớn như thế này, đến lúc bắt đầu triển khai vào công việc thì khối lượng công việc nó nhiều quá. Và cái việc trồng được một cây hoa từ lúc bắt đầu trồng đến lúc mà ra hoa nó lâu quá, 4-5 tháng mới ra được hoa, thì thấy rằng là của thật cũng không ổn. Thế thì đến lúc đó là lúc mà bắt đầu triển khai thung lũng hoa thì cũng bỏ xuống rất nhiều tiền, cũng phải chia sẻ thật là bỏ xuống rất nhiều tiền rồi. Thế thì chắc lúc đó phải bỏ xuống khoảng cả tỷ rồi đấy. Thế thì một đêm thì đang ngủ rồi, ngủ đến khoảng 2 giờ đêm rồi thì vợ mấy cả dì có gọi dậy, có nói rằng là, vợ thì nói rằng là em nghĩ có khi anh phải suy nghĩ lại, chứ em thấy tình hình này không được anh ạ. Thì mình có nói với cả dì, với cả vợ rằng là thật sự anh cũng biết là không ổn, nhưng bây giờ đến giờ phút này không còn một cách nào khác nữa rồi. Anh đã chót làm mà bây giờ không làm được thì anh xấu hổ lắm, mọi người sẽ cười, sẽ xấu hổ lắm. Và anh cũng không thể bỏ dở nó như thế này được, anh sẽ phải làm đến đồng tiền cuối cùng, và lúc nào sức anh không thể làm nổi nữa anh mới chịu buông, chứ còn anh không thể chịu chấp nhận giữa chừng như thế này được. Thế và mình lại quyết tâm làm, cũng chia sẻ là làm. Thì đến sau một đêm thì cũng không ngủ được, cái thời gian đó là suy nghĩ quá, cũng căng thẳng quá, thì cũng một đêm thì mình thấy rằng là thôi chết rồi, mình làm sai mất rồi. Mình đã là người nông dân, đi sang làm thương mại, bây giờ tự nhiên mình lại quay lại làm nông dân, thế này là sai. Sai ở chỗ rằng để mà trồng được lên một cây hoa từ lúc nó nhỏ đến lúc nó lớn, nó phát triển, nó to ra và mọi người có thể đến tham quan, lâu quá và tốn nhiều công sức quá. Thế thì cái bước đi này là bước đi sai. Và cái việc mà mua hoa về để trồng, cứ lúc nào đẹp thì mua trồng xuống đó thì nó rẻ hơn rất nhiều, và lúc nào thung lũng hoa cũng sẽ đẹp. Thế thì ngay lập tức ngày hôm sau bắt đầu triển khai công việc đi mua hoa về trồng, và đến ngày mùng 1 Tết Tây thì cũng có cả nghìn người đến đây, và lúc đó là đánh dấu bước thành công của thung lũng hoa, và lúc đó thì vô cùng phấn khởi. Cùng quay trở lại với câu chuyện ngày hôm nay cùng vị CEO Bùi Mạnh Hiếu. Anh Hiếu này, ngày hôm nay đến với thung lũng hoa này của mình thì Quốc Dũng cảm thấy rất là bất ngờ và nghĩ rằng nó như là một điều kỳ diệu ạ. Bởi vì không nghĩ rằng là sau vài tháng nữa thôi, cả thung lũng hoa này nó sẽ trở thành là một cái đầm sen, đúng không ạ? Và cũng chỉ sau một thời gian nữa thì từ cái đầm sen đó nó trở thành một cái thung lũng hoa. Và một lần nữa khẳng định là điều này rất khó có thể làm được. Và anh nghĩ rằng đây có phải là một sự quyết định liều lĩnh của anh khi đưa ra những cái ý tưởng như vậy hay không ạ? Cái lần đầu tiên để mà biến một cái hồ sen, một đầm nước mà trở thành một cái vườn hoa thì cái điều đó là khó khăn, nhưng mà cũng đã được tính toán cẩn thận rồi. Nhưng còn từ những cái năm sau thì cái việc mà hết mùa hoa sen thì trồng hoa, hết mùa hoa thì cho sen vào, cái việc đó là theo lịch trình rồi, thì công việc nó cũng sẽ đơn giản hơn. Để được cái sự thành công như bây giờ, để có được những cái kinh nghiệm phát triển hoa bây giờ thì chắc chắn thời kỳ đầu thì khi mà anh đưa ra những cái ý tưởng này thì mọi người nghĩ nó sẽ là một ý tưởng rất khó, không hẳn là mọi người ai cũng ủng hộ, đúng không ạ? Vậy thì ở thời điểm đó có cái kỷ niệm nào để lại cho anh ấn tượng đến thời điểm tận bây giờ hay không ạ? Thực ra là tất cả mọi người đều phản đối, mọi người đều cho rằng cái việc này là việc không thể làm được. Đến ngay cả người thân nhất ở bên cạnh là người vợ mà cũng cho rằng là không được nữa rồi. Thế thì lúc đó là lúc khó khăn nhất. Và khi mà một lần thứ hai nữa là đến cái năm 2015 là toàn bộ hoa sen của khu vực Hồ Tây này là bị bệnh chết hết. Mình cũng bỏ xuống tương đối nhiều tiền để tìm các cách để chữa cho cây sen. Thế thì cũng đã có những lúc tưởng là không thể trồng được sen nữa rồi. Thế thì vào mùa hè mà thì nghĩ rằng thế này mà mùa hè mà không có hoa sen thì chết rồi. Và với câu chuyện của anh tôi cảm thấy rất là thú vị, bởi như thế này, thung lũng hoa của anh đang được phát triển tại khu vực Hồ Tây. Hồ Tây gắn liền với nét văn hóa là hoa sen, nét văn hóa của thủ đô Hà Nội. Anh phát triển
thung lũng hoa của mình đang rất là phát triển nhưng hoa sen của mình lại gặp phải dịch bệnh như vậy. Tôi nghĩ rằng anh không muốn mất đi được cái nét văn hóa, nét thiêng liêng của Hà Nội như vậy. Cảm xúc của anh khi phải cái sự khó khăn như đó như vậy là như thế nào? Một lần nữa mua đến cả hàng trăm triệu tiền cái dung dịch đó thả xuống nhưng mà cây sen vẫn cứ chết như bình thường. Thế thì sau khi mà tốn khoảng 300 triệu cho công việc thử nghiệm thì đều không được. Và đến một cái lần cũng là gọi là lần cuối cùng thì vợ mình có phàn nàn rằng là anh làm như này tốn nhiều tiền quá mà em thấy không hiệu quả mà tất cả mọi người đều phải bỏ rồi. Thì em nghĩ rằng thôi anh chấp nhận đi. Bảo không được, bây giờ mà ở đây mà không có hoa sen thì có hoa gì, mùa hè mà không có hoa sen thì ai còn đến đây làm gì nữa. Thế và đến lúc cũng nói với vợ rằng thôi em cho anh nốt 100 triệu cuối cùng để anh làm này lần này lần cuối cùng, nếu không được nữa thì thôi anh cũng xin chấp nhận vậy. Thế và cũng rất là may mắn thì cái 100 triệu cuối cùng nó lại đưa đến thành công và đã cứu được hoa sen của năm 2017. Có thể thấy là anh Hiếu đã trải qua rất nhiều các cái thăng trầm khác nhau, cũng có rất nhiều lần cuối cùng rồi đúng không ạ? Có rất nhiều việc làm khác người và lại một lần nữa là vợ anh là người khuyên anh dừng lại những cái ý tưởng của anh. Điều đó cho thấy là anh là một người khá là liều lĩnh nhưng có cái sự tính toán và có sự hợp lý để được cái sự thành công như ngày hôm nay đúng không ạ? Vậy thì sau cả một quãng thời gian dài vấp ngã rồi đứng lên, thất bại rồi lại thành công, thì anh đúc rút ra cho mình những cái bài học kinh nghiệm như thế nào ạ? Sau mỗi một lần mà gặp phải những cái khó khăn trong công việc thì thực ra là mỗi một lần khó khăn nó lại là một cái hoàn toàn mới, không có một lần khó khăn nào giống lần nào. Thế thì mình thấy rằng là điều đầu tiên là khi đã làm một việc gì thì phải làm hết sức, hết khả năng, làm bằng tất cả tâm huyết chứ không thể làm một cách lửa vời. Mình tính toán kỹ, nghiên cứu kỹ và sau đó sẽ làm hết sức. Thế thì khi cái thành công nó đến nó sẽ là những cái điều đặc biệt. Đến thời điểm này thì anh nghĩ rằng cái sự thành công lớn nhất của anh là gì? Mình nghĩ rằng là cái thành công lớn nhất của mình là bây giờ mình đã tạo nên một thung lũng hoa mà được rất nhiều người, không những người dân thủ đô, người dân trong nước và có rất nhiều du khách quốc tế đến đây tham quan. Và khi mọi người đến đây chiêm ngưỡng vườn hoa thì tất cả mọi người đều khen ngợi rằng đây như một Đà Lạt thu nhỏ giữa thành phố, giữa thủ đô. Vậy thì dự định của anh trong tương lai sẽ như thế nào? Thời gian vừa qua thì tại thung lũng hoa Hồ Tây đã mở lễ hội hoa xuân của năm 2018 và cái ước mơ lớn nhất là mong muốn rằng thung lũng hoa Hồ Tây ngày một đẹp hơn, độc đáo hơn để tiến tới sẽ mở ra festival hoa, khi đó sẽ xin phép chính quyền để tạo điều kiện cho mở festival hoa ngay tại khu vực thung lũng hoa này. Mình nhiều lúc trăn trở như này, Đà Lạt có thể làm được festival hoa, Sài Gòn có đường hoa Nguyễn Huệ rất là nổi tiếng, thế mà chúng ta là thủ đô, là trung tâm của cả nước, Hà Nội không thiếu hoa, thậm chí rằng Hà Nội chúng ta còn có nhiều hoa hơn Sài Gòn rất nhiều, vì ở đây chúng ta được thời tiết thuận lợi hơn, có mùa rét, có thể nhập được những giống hoa từ châu Âu, như bạn thấy đây, tất cả những hoa là hoa nhập khẩu từ châu Âu về. Thế thì tại sao chúng ta không làm được một cái festival xứng tầm với thủ đô? Cũng đang ấp ủ rất nhiều các cái dự án và đang thực hiện cái một thung lũng hoa ngay tại Sapa. Mình tới Sapa thì thấy rằng là khí hậu ở Sapa thì quá thuận lợi cho việc trồng hoa, nhưng cũng rất tiếc rằng ở Sapa thì bây giờ cũng chưa có một cái thung lũng hoa nào xứng đáng. Thế thì đang thực hiện ở Sapa và ở Mộc Châu. Thế thì cả hai dự án thì cũng có lẽ là trong những cái tháng gần đây nhất cũng sẽ đưa vào hoạt động. Đến thời điểm hiện tại, đã bao giờ anh cảm thấy hối tiếc về những gì mà mình đã lựa chọn hay không? Giá như anh sẽ phục hồi lại cái lĩnh vực giày da của mình mà không lựa chọn con đường là phát triển thung lũng hoa. Để phát triển ra mỗi một tỉnh một thung lũng hoa để thu hút khách du lịch đến với Việt Nam và làm cái công việc trồng hoa nó đam mê lắm. Nó không phải là chỉ là kinh doanh mà nó còn là đam mê, còn là sự phấn khởi khi mà
thấy mọi người đến với vườn hoa, có những người đến người ta ồ lên, người ta sung sướng, thì những cái cảm xúc mà mình đem đến cho khách hàng nó còn sung sướng hơn rất nhiều. Và thực sự là đến giờ phút này tôi không hề ân hận khi đã làm một công việc trồng hoa. Tôi nghĩ rằng cái điều này là con đường đi hoàn toàn đúng dành cho tôi. Ngày hôm nay tham dự chương trình thì anh muốn chia sẻ cái thông điệp gì dành cho quý vị khán giả đang theo dõi chương trình truyền hình ạ? Tất cả những bạn trẻ đang ngồi trên ghế nhà trường, sắp ra trường, sắp khởi nghiệp, khi làm cái gì thì hãy học hỏi thực tế, trải qua thực tế để trau dồi kinh nghiệm thật kỹ càng. Và khi đã làm thì làm hết sức, hết khả năng. Làm như tôi hay nói vui rằng làm đến đồng tiền cuối cùng, đến hơi thở cuối cùng, nếu không được mới chấp nhận, chứ đừng làm lửa vời. Ngành nghề gì cũng có thể đưa bạn đến thành công, đến sự giàu có, nhưng bạn phải là người giỏi nhất, bạn phải là người hay nhất trong nghề đó bạn mới thành công được, chứ còn nếu không thì khó lắm. Vâng, xin được cảm ơn anh với câu chuyện cũng như là với những chia sẻ rất thú vị ngày hôm nay. Chúc anh và doanh nghiệp của mình đã thành công thì sẽ thành công hơn nữa. Cảm ơn Quốc Dũng. Và đến đây, thời lượng dành cho chương trình Diễn đàn CEO xin được khép lại. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn và đừng quên cập nhật những thông tin qua Facebook kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.